Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Vì môi trường bền vững. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, hiện cả nước có hơn 2.000 làng nghề truyền thống được công nhận, mang trong mình những giá trị kinh tế, lịch sử, văn hóa lâu đời. Cùng với quá trình hội nhập của nền kinh tế thị trường, những năm qua, nhiều làng nghề đã có sự đổi thay mạnh mẽ, đẩy mạnh sản xuất, hướng tới xuất khẩu. Tuy nhiên, đi kèm với sự phát triển như vậy, thì công tác bảo vệ môi trường tại các làng nghề đang là vấn đề nan giải. Bởi hiện mới chỉ có hơn 16% các làng nghề trong cả nước có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt yêu cầu. Tỷ lệ làng nghề có điểm thu gom chất thải rắn công nghiệp cũng mới chỉ đạt 20%. Các chất thải từ nhiều làng nghề đã xả thẳng ra môi trường gây ô nhiễm nghiêm trọng. Câu chuyện tại làng nghề Nhôm Mẫn Xá, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh trong phóng sự sau đây là một ví dụ. Khẩu trang, kính bảo hộ là những vật dụng thường xuyên gắn chặt với những người lao động này. Lương tháng gần 30 triệu đồng cho mỗi công nhân làm việc trong môi trường đầy bụi bặm. Nhưng những công nhân này vẫn từ chối nói về tình trạng ô nhiễm tại đây. Quá trình cốt đúc nhôm sẽ phát sinh ra các loại khí thải có thành phần kim loại nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân nếu không được xử lý triệt để. Vậy nhưng, hầu hết các cơ sở cốt đúc nhôm đều không có hệ thống thu gom, xử lý khí thải. Đến các cái lò ở đây có hệ thống xử lý khói bụi gì không em? Hay là chưa xây? Xã Văn Môn có 5 thôn, với hơn 3.000 hộ dân thì gần 1/3 trong số này làm nghề tái chế, liên quan đến cốt đúc nhôm. Nhiều giải pháp được đưa ra để hạn chế tình trạng này, như triển khai xây dựng cụm công nghiệp làng nghề từ năm 2017. Nhưng khi cụm công nghiệp làng nghề nằm sát với khu dân cư, dù chưa đủ điều kiện hoạt động, nhưng nhiều hộ dân vẫn tự ý xây dựng nhà xưởng và đi vào hoạt động trái phép. Liên quan đến hoạt động cụm công nghiệp Văn Môn thì hiện nay thì vẫn chưa đủ điều kiện hoạt động. Và Ủy ban tỉnh Bắc Ninh đã có quyết định xử phạt hành chính với chủ đầu tư là tập đoàn Haraka. Vậy này thì đã ra thanh tra. Đóng cửa các cơ sở gây ô nhiễm ở làng nghề, rồi một thời gian dài, một cụm công nghiệp ngay đó chưa đủ điều kiện về môi trường lại vẫn đi vào hoạt động. Ô nhiễm làng nghề không được giải quyết mà còn tiếp diễn và lan rộng ra cụm công nghiệp, trở thành nỗi bức xúc với nhiều người dân. Từ vài chục năm nay, làng Đông Mai, xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên có nghề phụ là tái chế chì từ những bình ắc quy hỏng, góp phần mang lại cuộc sống khấm khá hơn cho người dân. Nhưng đổi lại là nguy cơ nhiễm độc chì vẫn luôn thường trực. Để giải quyết bất cập này, từ năm 2010, cụm công nghiệp làng nghề xã Chỉ Đạo đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên thành lập. Đây là chủ trương đúng đắn, kịp thời của địa phương, kỳ vọng giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường đối với các làng nghề. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn những nỗi lo về một làng nghề Đông Mai thứ hai ngay trong cụm công nghiệp. Nguy cơ nhiễm độc chì vẫn đang đến từ các khâu sản xuất và tái chế. Những bình ắc quy này vốn là đồ thải bỏ sau khi hết giá trị. Nhưng ở cụm công nghiệp làng nghề Đông Mai lại trở thành nguyên liệu sản xuất hàng ngày để phục vụ công việc tái chế. Trong không gian chật chội, nồng nặc mùi hóa chất, các công nhân không đeo khẩu trang, cứ vô tư phá bình ắc quy để lọc lấy chì. Đây có cái thải đấy, ít hết thôi. Bây giờ nó ra cho cái này nó pha loãng rồi. Mới đầu đến thì nó hơi hôi thôi. Mình cứ giờ quen. Chủ doanh nghiệp có nói rằng cái chì có độc hại không ạ? Không có ai nói gì đâu. Tại mình khổ mình đi lãnh thì làm chứ ai nói gì đâu. Sự thản nhiên của những người công nhân đang làm việc không có nghĩa rằng môi trường ở đây là đảm bảo an toàn lao động. Nhất là khi toàn bộ quy trình tái chế chì từ khi phá rỡ, lọc chì vụn còn sót lại ở vỏ bình, đến khi nấu chì đều tiềm ẩn nguy cơ nhiễm độc rất lớn. Vậy mà hiện các công nhân đang làm việc tại hơn 30 xưởng tái chế trong cụm công nghiệp làng nghề đều không được ký hợp đồng lao động hay đóng bảo hiểm, nên nếu có rủi ro xảy ra thì phải tự chịu. Cái hợp đồng lao động thì thực ra mà nói cũng có, nhưng mà chủ yếu là theo cái thời vụ thôi. Có thể là người ta chỉ làm 10 ngày người ta lại thôi, hoặc là người ta lại làm chỗ khác. Tức là mình cũng không thường xuyên ở trong doanh nghiệp, nên cái việc mà hoạt động của doanh nghiệp đấy là hàng ngày như thế nào là do doanh nghiệp người ta phải chịu nhiệm với lại
cái người lao động. Hầu hết các công nhân trong các nhà xưởng tái chế chì, ngoài một bộ phận người dân địa phương, thì hầu hết là người lao động ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Họ không có công ăn việc làm, tìm đến các xưởng tái chế chì để làm việc, chấp nhận môi trường độc hại để hưởng mức lương 500.000 đồng một ngày. Khi ông chủ của các lò tái chế thờ ơ và bỏ qua vấn đề an toàn, quyền lợi của người lao động, thì cũng đồng nghĩa họ sẽ tối đa hóa được lợi nhuận trong quá trình sản xuất. Ngoái thì các công ty khám sức khỏe định kỳ cho các công nhân, phối hợp cùng với đơn vị trung tâm y tế để khám định kỳ. Kết quả thì cũng không có vấn đề gì. Khoảng 10 năm trước, tại làng nghề Đông Mai đã từng phát hiện gần 400 trẻ em bị nhiễm độc chì, cùng một vùng rộng lớn nguồn đất, nước bị nhiễm chì với nồng độ vượt hơn 1.000 lần cho phép. Do càng đào sâu xuống thì mức độ ô nhiễm càng cao, nên buộc phải cô lập vùng đất nhiễm chì để tiến hành xử lý. Những gì đã từng diễn ra thì nhiễm độc chì ở đây luôn là nỗi sợ của người dân trong vùng ảnh hưởng. Nhưng kể từ khi di rời ra cụm công nghiệp thì lại chưa có nghiên cứu đánh giá, nên các lò tái chế chì cứ ngày càng mở rộng quy mô, gia tăng sản xuất và xả thải ra môi trường. Thưa quý vị, tại thành phố Đà Nẵng, làng đá Mỹ Nghệ Non Nước nằm dưới danh thắng Ngũ Hành Sơn, hình thành từ 500 năm trước. Vào năm 2011, do ô nhiễm nặng, thành phố đã di rời đến địa điểm mới, cách danh thắng Ngũ Hành Sơn gần 1 cây số. Để xử lý ô nhiễm, Đà Nẵng đã dành 3,5 hecta bố trí cho gần 380 hộ sản xuất chế tác đá. Điều đáng nói là sau khi di rời đến nơi sản xuất mới thì tình trạng ô nhiễm còn trầm trọng hơn trước. Chẳng khác gì là mang ô nhiễm từ làng cũ dưới chân núi Ngũ Hành Sơn đến địa điểm mới và sát khu dân cư hơn. Lối vào làng đá Mỹ Nghệ Non Nước, Đà Nẵng, giữa tiết trời nắng nóng, tiếng máy cắt, đục đá, đình tài nhức óc. Mỗi khi xe vận chuyển đá đi qua, bụi đá bay mịt mù. Giải tỏa, bố trí hàng trăm lô đất để người dân làm xưởng, nhưng kết quả là ô nhiễm càng trầm trọng hơn. Khu dân cư cách cơ sở sản xuất đá này chỉ vài trăm bước chân. Chỉ một cơn gió, bụi đá sẽ phát tán ra hàng trăm mét. Thật sự đó, bụi đá đi qua đó thấy là rất chi là ô nhiễm nặng luôn á. À, chúng tôi làm thì cái nghề chúng tôi thường làm vẫn làm, nhưng còn cái tội cho những người xung quanh dân cư á, họ ở đây xung quanh đây rất chi là tội họ ô nhiễm. Bầu những cái đó thẻ ra nó rất là nhiều. Cũng mong là các cơ quan chính quyền có liên quan là con thiệt dùm ra mà dọn cho sạch sẽ gọn gàng dùm nó nước thải nước bộ ứ nước rồi đó. 10 năm trước, lúc làng nghề mới di rời lên đây, chỉ có hơn 100 cơ sở sản xuất đá, thì nay đã tăng lên đến gần 400. Mỗi ngày, trung bình một cơ sở thải ra gần 10 mét khối nước thải, vượt xa công suất thiết kế của hệ thống thu gom và xử lý nước thải. Chưa kể, hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của thành phố không thể xử lý nước thải bột đá và hóa chất kèm theo. Ban quản lý làng nghề cũng bất lực trước thực trạng ô nhiễm này. Càng ngày thì cái lượng cho tổng suất càng lớn lên và cái sản phẩm nó làm ra cũng lớn to lên. Cho nên là cái hạ tầng mà thu gom của làng nghề là đến nay á, thì sau 11 năm hoạt động là không còn đảm bảo thu gom hết tất cả các loại nước trong sản xuất. Do tầm nhìn quy hoạch hạn chế, chỉ hơn 10 năm, làng đá Mỹ Nghệ Non Nước quá tải dẫn đến ô nhiễm nặng nề. Chưa kể, quy hoạch nhà xưởng theo kiểu chia lô, bán nền. Mỗi hộ được bố trí 100 mét vuông nên không thể sản xuất trong xưởng mà phải bay ra ngoài đường để gia công. Làng đá từng được kỳ vọng là điểm đến cho du khách kết nối với danh thắng Ngũ Hành Sơn thì nay lại trở thành một điểm đen ô nhiễm. Không thể xử lý được tiếng ồn, bụi đá và nước thải, thành phố Đà Nẵng đang lên kế hoạch tiếp tục di rời hơn 200 cơ sở gây ô nhiễm lên khu công nghiệp Hòa Cầm. Nhưng nhiều chủ cơ sở vẫn chưa đồng thuận. Thực hiện quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng nhiều địa phương đã tăng cường kiểm soát, yêu cầu các cụm công nghiệp làng nghề hoàn thiện hạ tầng bảo vệ môi trường, nhất là hệ thống xử lý nước thải tập trung. Đầu tháng 10 vừa qua, tỉnh ủy Bắc Ninh đã ban hành văn bản chỉ đạo chính quyền các địa phương kiên quyết dừng hoạt động, di rời các cơ sở sản xuất trong làng nghề và ngoài cụm công nghiệp trước ngày 31 tháng 12 năm nay. Hiện một số làng nghề ở tỉnh này như làng giấy Phong Khê, một trong những làng nghề ô nhiễm nghiêm trọng nhất ở phía Bắc, đang tích cực di rời và xử lý các cơ sở ô nhiễm.
Nhìn từ trên cao, làng nghề sản xuất giấy Phong Khê không còn mù mịt bởi khí thải sản xuất công nghiệp. Từ tháng 7 đến ngày 25 tháng 10, đã có gần 100% trong tổng số 226 cơ sở sản xuất trong các khu dân cư bị buộc dừng hoặc tự nguyện dừng hoạt động. Hầu hết các cơ sở đang lên phương án di chuyển đến các khu cụm công nghiệp trong và ngoài tỉnh hoặc chuyển đổi sản xuất. Mong chính quyền hỗ trợ về kinh tế hoặc là cho bảng ngân hàng cho bọn tôi vay vốn các thứ. Bên cạnh xử lý vi phạm, cơ quan chức năng tỉnh đang tích cực liên hệ với một số địa phương để di rời cơ sở sản xuất đến khu cụm công nghiệp có đủ hạ tầng xử lý chất thải, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch tại làng nghề. Nghề giấy Phong Khê thì sẽ dần dần chuyển đổi thành khu vực là thương mại, logistics. Do đó là cái làng nghề giấy Phong Khê sẽ còn mãi, nhưng sản xuất gây ô nhiễm môi trường thì không còn và sẽ di rời để làm sao đảm bảo cảnh quan môi trường. Ngoài các cơ sở sản xuất nằm xen lẫn trong các khu dân cư, làng nghề Phong Khê còn gần 100 cơ sở sản xuất trong hai cụm công nghiệp. Tất cả đều có nhà xưởng xen lẫn với nhà dân. Mặc dù đã triển khai nhiều giải pháp, nhưng tình trạng ô nhiễm không khí ở đây vẫn như vậy và nước thải từ đây vẫn ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng nước sông Ngũ Huyện Khê và sông Cầu. Nếu thực hiện được mục tiêu này, đây sẽ là một trong những làng nghề đầu tiên trong cả nước thực hiện thành công việc di rời và xử lý ô nhiễm môi trường, dần trả lại môi trường trong lành cho các khu vực xung quanh vốn đã bị ô nhiễm nghiêm trọng trong nhiều năm qua. Thưa quý vị và các bạn, bảo tồn và phát triển các làng nghề phù hợp với xu thế hội nhập là hướng đi đúng đắn hiện nay nhằm góp phần đảm bảo sinh kế, tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội. Song song phát triển các làng nghề đi kèm với bảo vệ môi trường. Điều này đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các bộ ngành, sự nỗ lực của chính các địa phương với những giải pháp thiết thực và hiệu quả. Và như thường lệ, trong phần cuối của chương trình Vì Môi Trường Bền Vững hôm nay, xin gửi tới quý vị và các bạn hình ảnh đẹp về khung cảnh thiên nhiên xanh mướt, tươi đẹp, để mỗi người thêm yêu mến, trân trọng và cùng chung tay bảo vệ môi trường sống quanh ta. Đây cũng là thông điệp và thay cho lời chào kết của chương trình Vì Môi Trường Bền Vững kỳ này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.